Rồi, bạn nào có kết quả là thấy lên giùm thầy kết quả của câu 17. Chậm quá. Kiệt tới đâu rồi Kiệt? Dạ em mới làm được con nghệ. À, Khánh làm là tới đâu rồi Khánh ơi? Em mới xong có cái Mới xong có nào? chương trình đầu tiên. Thầy khuyên thế này nè. Ví dụ như hồi nãy câu 15, sau khi ta làm không kịp, bạn bè đã có kết quả và thầy đã chốt đáp án rồi. Sau đó các bạn cứ mạnh dạn nhảy qua câu 17 làm, đừng rảnh quá ngồi làm câu 15. Cái đó là tôi nói Thầy thật. con lại thầy con làm gì thầy nói Rồi, đó là thầy chỉ nhắc thôi. Đó là các bạn câu 15 đã hiểu rồi, làm chưa kịp thì cứ việc bỏ lại để qua câu khác làm. Đã hiểu rồi, bạn bè đã giải quyết, thầy cô đã giải quyết xong chỗ đó rồi, nhảy qua câu khác làm, đừng ngồi đè lại câu 15 đó nữa. Đó là lý do mà các bạn muốn đi nhanh được, muốn hiệu quả trong công việc thì phải làm cùng với người khác, chứ không phải là bắt đầu à câu 17 thôi thôi giờ nãy câu 15 hiểu rồi quay lại làm câu 15 đi cho nó chắc. Các bạn cứ ở vòng vòng câu 15, bắt đầu hỏi ông thầy giải tiếp câu 17, trong khi đó bạn chưa có cái đề câu 17 hoặc chưa có ý tưởng để xử lý câu 17 nữa, cứ tối ngày vẫn như câu 15 hoài. Chị thay vậy ở nhà xong rồi chị ở nhà có thời gian luyện tập lại câu 15 lại. Vậy ông thầy ông đã kêu qua câu 17 thì tập trung vào câu 17 cũng như các thứ khác. Rồi những bạn nào mà được gọi là đánh giá năng lực ở tầm khá giỏi, người ta sẽ biết cái câu nào để dành cho mình. Rồi, số gì thì gớm như vậy hả? Tức là người ta sẽ biết là cái câu nào là dành cho mình, câu nào là dành cho những bạn bình thường. Tức là khi đọc qua một cái loạt đề ai nhìn vô, tức là ta sẽ tìm ra được những người bạn của mình thấy à câu này là mới đúng cái tầm để mình nói chuyện với nó, còn những câu kia được gọi là hư vô, nhìn lướt qua biết được tưởng rồi xong rồi. Còn nếu như bạn muốn chứng minh năng lực bản thân thì ta phải tính với tốc độ nhanh lên, người ta làm một mà mình đã làm được hai ba rồi thì đó năng lực của bạn nó mới lên sang. Bạn người ta điểm đẹp mà anh, đẹp lắm lắm luôn á, đáp án ra kết quả là số mà tôi giật mình luôn. Còn khi nhìn vô cái đáp án của Khang thảy lên tôi hết hồn. Đây, thầy không biết làm sao đáp án đó. Ồ, con người ra kết quả đẹp kìa. Sao? Năng lực giải quyết vấn đề của các bạn thật sự là còn chậm lắm, mà thầy cũng vẫn khuyên các bạn hoài vẫn khá một cái điều gì đó dành thời gian. Tại sao các bạn đã phải chọn học nhóm nâng cao hơn? Tại sao các bạn đã học ở trên trường rồi mà các bạn còn phải đi học thêm nữa? Một, mất kiến thức, hoặc là học chậm quá so với các bạn khác. Hoặc hai, các bạn muốn học được nhiều thứ trước ở trên trường, muốn xa hơn trên trường. Các bạn phải chịu khó luyện tập nhiều hơn. Thời gian ở cấp 3 của tôi không có nhiều thời gian rồi. Rồi, các bạn tính cái kiểu gì mà. Rồi, đâu, bóc thử bạn ơi. Khen đâu, lên đây. Tính sao ra số thấy gấp vậy? Thì cho AB dùng với CH Đó, vô đọc thử coi AB vô với CH xử lý như sao. AB là từ 3 với 7. À, anh xài là AB với CH đúng không? Vô tới Vâng. AB với CH. Về từ đây tạo ra được là gì? Nhiêu? AB là mấy? AB là từ 3 với 7. Trừ 3 nhân với nhiêu? Nhân với CH 17 là ai trừ ai? phần 8, 17 phần 8 17 phần 8 trừ x trừ x tiếp cộng cho 7 nhân 13 phần 8 trừ y 7 nhân cho 13 13 phần 8 trừ đi y bằng 0. Một phương trình, phương trình thứ hai phần 8 RBC nhân với EH. BC nhân với AH bằng 0. Dốt
x cộng 2 nhân cho 1,125. Thì lấy 17 phần 8 trừ đi 1. Vậy ra nhiêu? Đang xài phân số thì xài phân số đi. Phần 8 9 phần 8. Tiếp. Cộng cho y trừ 3 rồi nhân với nhiêu, y 45 phần 8. nhân với thằng này 5 2 32, đúng rồi, 45 phần 8 bằng 0. Rồi từ đây gộp lại ra được cái gì đó, thí dụ như anh thấy rằng vector BC hoặc là vector AC á, thì khi anh nhân lên á, cái con xi anh nhận nhìn nó dễ hơn, cái phân số cái quy động cũng dễ, còn ví dụ như thích thì làm. Vậy thu gọn lại, đọc đọc đi, tôi thích coi gọi bài anh, tôi thích chỉ sai chỗ nào. 3x trừ 7y. Nhân vô phải không? Dạ, À, nhân rồi rút gọn luôn hả? à nhân rồi rút gọn. 3x làm gì nữa? Trừ 7y. Trừ 7y 7y. bằng trừ 71/4. À, lấy nhân vô. Nhân này vô. Ồ, ra hàng số thế gớm vậy. Toàn mở máy tính cái. Trừ 3 nhân với 17 phần 8. Rồi, cộng cho 7 nhân với 13 phần 8. Ô, tôi ra bấm ra số 5 mà. Bấm sao hay vậy? Hả? Nè, máy tính nè. Để tôi xem màn hình cho coi nè. Tôi không biết anh bấm chữ gì. Nè. Nè, trừ 3 nhân 17 phần 8 cộng 7 nhân với 13 phần 8. Nè. Đâu, anh bấm coi. Ủa giờ nãy ra số khác gì vậy? Đâu, giờ bấm lại coi ra số gì. Ra số 5. Vậy chuyển giới qua ra là Yeah. trừ 5. Hồi tương tự với cái dưới nữa. Rồi, vậy thì cái đó kỹ năng giải quyết vấn đề của các bạn kém. Khi làm bài tôi cũng khuyên các bạn, cái này là chỉ khuyên thôi, còn thật sự bạn nào muốn lên được một cái tầm thì đó là tùy mỗi bạn. Tôi khi làm bài tôi phải tự hack não bản thân chính tôi, đó là như các bạn biết rồi, đề thầy cô cho các bạn, nhất là nếu như các bạn đang học ở lớp đặc biệt, trường đặc biệt nữa, đề các bạn sẽ khó hơn, con số của các bạn cũng sẽ xấu hơn. Vậy thì khi đó mà tôi thì thường á, đầu tiên khi tôi học về lý thuyết á, và tôi nắm về một cái dạng nào đó mới á, là tôi nắm lý thuyết cho chắc một cái, và tôi áp vô là tôi tự cho bài, hoặc là tôi dựa vào những bài trong sách hoặc là trong cái chỗ tài liệu tôi đọc có, và tôi làm theo đó thấy ổn, sau đó tôi tự cho số để tôi làm lại được, và bắt đầu tôi phải tự hack não bản thân mình, và tôi sẽ cho số nó xấu đi, tôi sẽ cho phân số, tôi cho hỗn số, tôi cho số cộng trừ rồi tùm lum lên hết, để rằng tôi vẫn làm bài được. Tại vì á, các bạn có sai không, sai mấy cái này nè, và cái mà các bạn không chịu luyện cũng là mấy cái này, các bạn đều nghĩ trong đầu mình ôi mấy cái này dễ ẹt mà, thế số vô bấm máy nhưng bấm không kịp đó, bấm không nhanh được và bấm bị sai, cuối cùng các bạn toàn sai cộng trừ nhân chia không, giống như nãy có một thằng thế số vô cũng sai. Các bạn phải hiểu khi các bạn bị ép vô một cái khung thời gian nhất định, bắt đầu sự sai số nó sẽ tăng rất nhiều. Đó là chưa kể khi các bạn bị ép vô một cái thời gian và áp lực của cái điểm số nó lên cao nữa, là khả năng sai sót ta càng cao. Vậy thì khi đó bạn phải làm sao bình tĩnh trước mọi tình huống, thì các bạn phải tự dựng những cái kịch bản đó ra trước. Ví dụ như khi xử lý các vấn đề, tôi nói thật, giả sử như tôi lái xe đi, tôi lái xe rất là nhiều, chính xác là thời gian gần đây thôi, chứ còn trước có biết lái xe ô tô đâu. Như thí dụ mỗi lần chuẩn bị vô cua, chạy vô cua thì đã chuẩn bị sẵn các cái tốc độ hợp lý rồi, nhưng khi vô cua trong đầu của tôi ấy, lúc nào cũng tưởng tượng ra trước, lỡ vô trong đó có một chiếc xe nào đó nó đột ngột rồi sao, vô trong đó là trong đầu nghĩ ra trước, biết rằng nó là điều không hay nhưng phải nghĩ, tại vì khi lỡ có một cái tình huống nào đó nó ập ra, giống như trong đầu các bạn đã tự nghĩ ra rồi, các bạn sẽ kịp để giật mình.
Còn các bạn không nghĩ ra, các bạn thình lình mà gặp một cái là các bạn giật mình liền. Cũng giống vậy đó. Các bạn muốn làm được mấy bài này nó hiệu quả thì các bạn phải gắng mà tự luyện vô. Chứ còn nếu nói về kiến thức học rồi đó, mà có nhiều bạn bây giờ còn quên cả kiến thức giải, thì rõ ràng là các bạn đang chỉ vô một cái tầng gọi là tầng nói chuyện, chưa nói chuyện được nữa. Thì đừng nghĩ tới cái chuyện gọi là làm bài hay giải quyết vấn đề. Thôi cái này thì khả năng luyện tập của mọi bạn, nói hoài thì cũng chỉ có nhiêu đó, ta có nói tới nói lui thì cũng chỉ có nhiêu đó. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ ta sẽ bàn lại cái khái niệm liên quan tới chân đường cao. Và rõ ràng là bài chân đường cao nó nặng ký hơn, khó chịu hơn, và cũng đã giải thích rồi, cách này cũng đã hơn được. À, giải thích lại về lý thuyết đi tìm chân đường cao. Ví dụ các bạn gọi H là chân đường cao kẻ từ A đến BC hoặc là A phẩy gì đó thì tùy. Thì đây là phương pháp giải. Đó là đầu tiên ta có AH phải vuông với BC. Đây là phương trình số 1. Và phương trình số 2 là ba cái điểm BHC thẳng hàng. BHC thẳng hàng các bạn sẽ kéo theo được là BH với vector BC sẽ được hiểu là cùng phương. Cùng phương các bạn có thể giải quyết bằng một trong ba cách. Cách số 1, vector BH nó bằng K lần vector BC. Cách số 2 đó là các bạn sẽ đi xài tỷ số là x của vector BH, tạm gọi là như thế ha, chia cho x của cái vector BC, nó sẽ bằng y của vector BH phần y của vector BC. Đây là cách số 2 xài tỷ số. Cách số 3 đó là nhân chéo lên. Thì các bạn thấy cách nào phù hợp với mình thì mình xơi cách đó. Thì đây là kiến thức nhắc lại một lần nữa. Thì bắt đầu ráp vô bài và tôi sẽ làm mẫu lại cho các bạn xem về tốc độ giải và kỹ năng giải nha. Thật sự cái năng lực của các bạn là không kém, nhưng mà khả năng luyện tập của các bạn thì thật sự rất là kém. Rồi, thầy sẽ giải chi tiết từng thứ từng thứ từng thứ, biến đổi từng phương trình để cho các bạn nhìn thấy. Rồi, để cho các bạn tam giác ABC. Rồi. Còn nếu nha, câu này mà vô trong đề thi mà người ta cho trắc nghiệm á, nếu cho trắc nghiệm thì nói thật với các bạn ít khi nào mà tôi giải. Rồi tôi cũng hướng học trò là ít khi nào giải. Thì các bạn giải nói thật, có nhanh gì nhanh các bạn cũng phải hơn một phút, trừ khi nào tốc độ các bạn liền quá cao mới dưới 1 phút thôi. Còn nếu những cái câu này mà tôi bị yêu cầu học trò, đây tôi chơi này nè, nếu câu này dưới đáp án cho trắc nghiệm nha, đây tôi làm cho các bạn coi nếu là trắc nghiệm. Vẽ điểm A lên tọa độ 1 trừ 3, 1 trừ 3 một điểm. Điểm B trừ 5, 6. Điểm C 0, 1. Cái gì số 6 vậy? Có điểm A thầy chấm lộn Điểm A là, ờ chết tôi rồi, điểm A xin lỗi, 1 trừ 3, bây giờ chấm cũng sai nữa. Đó. Rồi tiếp theo thằng kia là 0, 1. Đó. Vậy các bạn có 3 điểm. Và người ta yêu cầu là vẽ cái đường cao xuất phát từ đỉnh A. Đó. Vậy xuất phát từ đỉnh A thì các bạn phải kẻ vuông góc đến BC. Đó. Giả sử như thế này. Thì bạn nào mà vẽ nhiều lên thì các bạn sẽ ước lượng được nó tốt. Và trong tập của các bạn thì các bạn sẽ có những cái thước. Đó. Ví dụ nếu các bạn vẽ ra đây, thấy nó khoảng ở vị trí này. Đó, vậy thì x của nó khoảng tầm là 2,5, y của nó khoảng tầm 1,5 trừ 1,5. Xong. Khoanh đáp án. Lụm.
ước lượng thôi để coi đáp án đúng không. À, đúng rồi, 5 phần 2 với trừ 3 phần 2 là chốt đáp án rất là. Và đo diện tích được luôn, đo được hết luôn. Và tôi chỉ học trò đo bằng cách nào, và tôi sẽ chỉ cho các bạn ấy đo. Đó là lấy cái thước á, các bạn sẽ đo cái cạnh BC. Và thường thầy khuyên học trò nếu có vẽ, một các bạn vẽ bằng ô tập, hai là vẽ bằng cm. Vẽ mỗi một cái đơn vị á, là cm, thì khi đó bạn lấy cái thước các bạn đo độ dài BC là đo bằng cm. Đó, rồi tiếp tục đo độ dài CA bằng cm, hoặc các bạn đo cái chiều cao từ đây nè. Đó, đo xuống bằng cm. Thí dụ cái này nước lượng khoảng tầm tầm gần 2 hay gì đó, thì các bạn lấy cái thước các bạn đo bằng sao thấy có giá trị thằng này, có giá trị thằng này, các bạn đo một phát một cái bạc như cái là các bạn sẽ ước lượng được gần chính xác cái diện tích mà không có cần đi tính chút nào. Cái đó gọi là đối phó trắc nghiệm. Vô trong bài thi, năng lực giải bằng tự luận là điều nên thể hiện, với điều kiện là các bạn cần thể hiện đúng chuẩn. Còn vô bài thi của trắc nghiệm, nếu bạn có năng lực tự luận tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu các bạn có thêm vài kỹ năng đặc biệt của trắc nghiệm để các bạn dành thời gian làm những câu khó, chứ những câu đó cơ bản mà làm cái kia nhanh bây giờ các bạn không biết rút ngắn thời gian à. Rồi quay lại chuyện này ha. Vậy muốn xác định điểm H là chân đường cao thì ta gọi điểm H có tọa độ là XH, IH, gọi XY cho nó lẹ, hoặc gọi nó là AB. Vậy theo cách hiểu, ta sẽ được tọa độ điểm H nên ta được là AH nhân với BC bằng 0, một phương trình. Và vectơ BH nó được định nghĩa là cùng phương với vectơ BC. Vậy phương trình ở trên AH, vậy lấy điểm H trừ đi điểm A, vậy thầy được x trừ 1 nhân với vectơ BC, BC lấy C trừ đi B ra là 5. Tiếp tục Y, vậy thầy sẽ lấy Y cộng 3 nhân với C trừ đi B là trừ 5 bằng 0. Vậy thì được một phương trình. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn viết được, thì luyện tập nhiều lên sẽ thấy. Còn nếu như cảm thấy rằng nhìn nó khó quá thì tự viết cái dòng ở trên, AH ra gì, BC ra gì, BH là gì, BC là gì thì xong. Rồi, tiếp theo phương trình ở dưới là phương trình vectơ BH cùng phương với BC. Thì các bạn sẽ có những con đường, thầy sẽ ghi từng con đường ra luôn. Con đường số 1 là vectơ này bằng k lần vectơ kia. Vậy sẽ lấy là xh trừ đi cho xb là cộng 5 bằng k lần vectơ BC. Đó, vectơ BC nè, 5 với trừ 5 nè. Y của nó là y trừ đi 6 bằng k nhân với trừ 5. Vậy cách số 1. Vậy nếu như dùng cách này thì ta đang được hiểu là ta có được một cái hệ ba phương trình ba ẩn. Phương trình 1 ẩn xy, phương trình 2 ẩn xk, và phương trình thứ ba ẩn là yk. Các bạn sẽ tạo ra một cái hệ ba phương trình ba ẩn là xy và k, nạp vô máy tính, chuyển giới qua hợp lý giải cái hệ ba phương trình ba ẩn. Còn nếu không thì tự dùng phương pháp thế giải quyết ra vấn đề. Còn chuyện này là chuyện của các bạn. Đó, đây, nếu như các bạn muốn xài theo cái cách mà thầy mới vừa nói. Cho thầy hỏi, cái cách mà thầy mới vừa thể hiện các bạn theo kịp không? Bạn nào theo không kịp, mở mic lên hỏi hoặc mở dấu chấm chấm lên. Thầy giải thích lại. Vậy được ha. Rồi, không ai hỏi gì hết, vậy thầy đi tiếp. Rồi, về cách 1 xử lý xong. Rồi, thầy sẽ nói về cách 2, đó là cách tỷ số. Nhưng mà thật sự ít khi nào thầy xài tỷ số lắm. Thà là vậy thì thầy bài nhân chéo luôn, chứ thầy tỷ số thì cuối cùng cũng nhân chéo. Nên thường thầy sẽ nạp qua thành cách số 3 luôn, đó là nhân chéo. Vậy nhân chéo tức là x thằng này nhân với y của thằng kia. Vậy x của BH là x cộng 5 nhân với y của BC, vậy là lấy C trừ đi cho B nhưng là y, thì nó ra là trừ 5.
Cái này các bạn phải làm nhiều mới lên được. Tiếp theo lấy y của BH. Vậy y của BH là y trừ 6 nhân ngược lại với x của BC là 5. Tự chuyển giấy, tự thu gọn. Đó, phương trình này với lại phương trình ở trên tự thu gọn ra được cái hệ bấm cái bạc ra kết quả. Thì các bạn làm như vậy thì thứ nhất các bạn viết ít hơn người ta, cái tầm suy nghĩ các bạn nhanh hơn người ta, và các bạn đọc bài lẹ hơn người khác, và khi đó không ai có quyền nói bạn bị sai. Còn thí dụ thầy cô nói ủa AH là gì, thế né AH ký trừ 1 y cộng 3 nhân bằng 0. Đến đây là các bạn có đủ sức để nói chuyện với giáo viên hay không thì chuyện đó là chuyện của các bạn ở trường. Còn thầy thì không dám ý kiến, tại vì như thầy vẫn hay nói với các bạn, có nhiều bạn làm bài xong chữ kết luận, có bạn thì ghi chữ kết luận nhưng quên ghi chữ vậy, thầy cô ghi thêm chữ vậy vô vẫn bị trừ điểm. Thôi chuyện đó là chuyện thầy không dám ý kiến nha, tại vì tôi không có năng lực để thẩm định chuyện đó. Còn riêng thầy, thầy giảng cho các bạn về phương pháp, về tốc độ, về sự tư duy để giải quyết bài toán, chứ thầy chưa bao giờ giảng cho các bạn về hình thức trình bày làm sao để được vừa lòng thầy cô ở trường. Tôi chưa bao giờ thầy nói với bạn điều đó được hết ha. Rồi, đâu tự tính giùm thầy cái này coi đạt được hiệu quả nhanh hay không. Mấy cái này là học rồi bữa rồi à. Rồi câu 21 cho 3 điểm A, B và C, hỏi chân đường cao. Rồi các bạn làm bài và cho thầy biết kết quả. Qua chương tới ở hết hết chương này, các bạn học cái chương cuối cùng của lớp 10 á, thì nó có một cái kiến thức tên gọi là hình giải tích. Ta sẽ học hết toàn bộ các cái đường thẳng về cái này, nó sẽ liên quan tới tính chất hình học, thì khi đó sẽ có phương pháp giải đặc biệt nữa. Rồi bạn nào làm xong cái kết quả thể lên cho thầy coi nhé.
Rồi, tốt. Nữa, con tính vẫn có kết quả khác người ta nữa là sao ta? Khang đâu tính lại coi sai nữa đó Khang. Kết quả ra là trừ 1, trừ 2 đó. Wow, vẫn sai tầm 5. Lối đi riêng tôi không biết đi được tới đâu luôn mà. À cái cổng trường á có cho phép một học kỳ đi ra sớm á Khang biết không Khang ơi? Dạ Ở trường á có thể học một học kỳ rồi ra trường sớm được á, rồi. cái kiểu này rồi đó coi như kiệt mới giờ nói trời lượng. Tự tính toán lại nha. Rồi các bạn khác thì phải cố gắng nhanh lên thêm xíu nữa. Kết quả của các bạn ra là trừ 1, trừ 2. Đúng rồi. Còn cách làm thì vậy đó. Nhào vô giải có cái hệ phương trình thôi à. Vậy thì đó các bạn tự thấy một điều là gì? Kỹ năng nhân phân phối của các bạn kém. Hoặc kỹ năng các bạn cộng trừ mấy con số quá tệ. Hay là kỹ năng bấm hệ của các bạn không hợp lý. Vậy thì gán sửa lại cho biết sao giờ. Rồi, tiếp. Đây là một cái yếu tố liên quan tới hình học. Nhưng thực tế nó là đồ chơi. 23. Đó, để cho vậy đó. Với lại bài 24 chuẩn bị gửi cho các bạn. Rồi. Hai bài này là trên cùng một bộ kiến thức. Thầy muốn hỏi bạn Ngân đi. Alo, Ngân ơi. Dạ con nghe thầy ơi. Rồi, làm đề thi giữa kỳ được mấy điểm? Môn toán. Môn toán con làm hơi ẩu, con có 6, 7, 2. Gì kỳ vậy? Sao vậy? Ngân? Dạ. Ẩu là ẩu làm sao? Nếu thi đầu tiên nên con hơi run hết. Ê khoan, thi đầu tiên là sao? Là thi phỏng vấn từng đứa hả? Hay sao mà có chuyện Cũng thi? có câu đó, tại nó là môn thi đầu tiên này. Môn thi đầu tiên. Ồ, thì mấy môn khác, mấy trước đó cũng kiểm tra 15 phút rồi kiểm tra được nhiều mà. Rồi con biết. Rồi ẩu kiểu gì? Rồi vô đánh sầm hay là sao? Không biết là đánh sầm hay sao mà điểm cái gì vậy? À, Ngân, nói thầy nghe. Alo. Dạ, có mấy câu là muốn kịp chứ thì con cũng có sự. Mà phải là sao là phải cố gắng rất nhiều thêm nè. Rồi đâu, Ngân trả lời cho thầy nghe cái 3 điểm ABC có rồi. Vậy đề yêu cầu là tìm M thuộc BC sao cho BM, AM là ngắn nhất. Vậy AM ngắn nhất khi nào? Dạ thầy em ngắn nhất là giống góc với BC. Lý do? Tại sao lại có chuyện này? Liên quan tới tính chất gì? Ngân. Dạ về tính chất đường cao thầy. Tính chất đường cao. Rồi tạm chấp nhận đi ha. Các bạn có thể xài tính chất của lớp 7 liên quan tới hình chiếu và đường xiên hoặc là cảnh quyền, tam giác vuông, vân vân. Theo cách hiểu các bạn sẽ đặt một cái điểm M này được hiểu là điểm H hoặc là chân đường cao. Thì khi đó với mọi cái điểm M nằm trên BC, mọi điểm M nằm trên BC thì các bạn sẽ có cái tam giác AHM là tam giác vuông tại H.
nên suy ra được là AM của các bạn nó luôn luôn được hiểu là cạnh huyền, nên nó sẽ lớn hơn hoặc bằng con AH. Vậy từ đây kéo theo được AM của các bạn là min khi nó bằng với AH. Vậy tức là khi đó M là chân đường cao kẻ từ A xuống BC. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ có câu 24. Thì nó quay lại thành bài toán là đi tìm chân đường cao. À, giải thích để các bạn hiểu không? Còn bài thì giao để nhà tự giải. Còn áp lực của việc học thì chắc chắn là phải có, chứ không thể nào về chuyện đó. Ở trường hay là học nào cũng vậy thôi. Các bạn có áp lực thì các bạn mới tạo ra được nhiều cái giá trị khác. Ta sẽ đi qua tiếp một bộ kiến thức nữa. Đó là kiến thức đi tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Rồi, giải thích kiến thức này. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì nếu như các bạn học qua cái kiến thức của học kỳ 2 á, nếu như qua học kỳ 2 thì khi đó người ta sẽ có một cái phương pháp đặc biệt hơn để xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp. Người ta sẽ có một cái phương trình của đường tròn, tức là cái đường tròn này nè, với một các bạn học nó sẽ có phương trình. Đường thẳng nó sẽ có phương trình. Thì nó sẽ có cách xử lý liên quan tới mấy cái phương trình đó với nhau. Thì khi nào qua cái phần đó thì ta sẽ bàn. Còn giờ ở kiến thức ở ngay chỗ ở thời điểm này các bạn cũng đủ sức, ngay cả khi các bạn chưa học về tích vô hướng, giáo viên ở trên lớp hoàn toàn khi học bài tọa độ xong có thể cho bài toán này. Vậy giả sử tam giác ABC 3 điểm đã cho rồi thì gọi Y là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Vậy theo cách hiểu ta sẽ dẫn đến được là IA nó bằng với IB và IA nó bằng với IC. Vậy điều này kéo theo được là IA bằng IB nên IA bình bằng với IB bình. Đơn giản bình lên là để làm gì? Nó để nó mất cái căn bậc 2. Tương tự cái này cũng vậy. Thì các bạn khai triển cái hàm đẳng thức ra, thu gọn lại các bạn tạo ra được một cái hệ hai phương trình hai ẩn. Rồi sau khi có được hệ hai phương trình hai ẩn xong thì các bạn sẽ giải cái hệ đó tìm ra được tâm y. Hết chuyện, đơn giản chỉ có vậy thôi. À, thầy sẽ giải chi tiết cho các bạn coi ha. Thì trong cái bài toán này nó sẽ rơi vô hai cái trường hợp đặc biệt. Tại ơi chữ đặc, ông nội nào còn viết nhầm thành đặt chữ tờ thì gớm gì trời. Chờ thầy sửa lại cái này. Trời ơi, nhìn chữ tờ cái thấy hết, hết muốn làm công chuyện. Rồi, vô. Trường hợp đặc biệt đó là nếu như cái tam giác ABC của các bạn là tam giác vuông. Đây, cái hình vẽ này. Đây là trường hợp đặc biệt số 1. Nếu tam giác này là tam giác vuông thì cái tâm y của các bạn nó sẽ rơi vô ngay trung điểm của cạnh huyền. Đó là kiến thức cơ bản của lớp 9. Nếu BC là đường kính thì cái tâm nó sẽ rơi vô ngay trung điểm của đường kính và cái tam giác BAC này nó sẽ là vuông tại A. Góc ngoại tiếp chẵn nửa đường tròn. Còn nếu như tam giác ABC mà là tam giác đều thì khi đó y nó trùng với trọng tâm của tam giác. Thì các bạn sẽ đi tính cái tọa độ trọng tâm. Và khi có tọa độ trọng tâm rồi thì ta lấy trung bình cộng ba cái lợi thì ta ra được tọa độ trọng tâm gờ liền, ta không cần phải đi tính mấy kia cho nó mệt hơi. Rồi, đây là kiến thức giải. Ta sẽ làm mẫu để cho các bạn thấy kết quả. Thấy hiểu được cái phương pháp này nó đơn giản. Thầy mượn Ngọc đi. Câu 30. Tìm tọa độ tâm y của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Vậy ta sẽ gọi tâm y có tọa độ là A nhỏ, B nhỏ hoặc là XY. Gọi A nhỏ, B nhỏ đi. Thì từ đây ta sẽ suy ra được điều gì Ngọc? Dạ, IA bằng IA bình bằng IV bình. Rồi,
bằng y về bình. Tương tự y y a bình bằng y c bình. Bằng y c bình. Y a bình bằng gì? Một trừ a tất cả bình. À, các bạn có thể viết một trừ a hoặc các bạn viết ngược lại a trừ một tất cả bình cũng được. Tiếp theo cộng cho 3 trừ b tất cả bình. Rồi, y b trừ 1 trừ a tất cả bình trừ 1 trừ b tất cả bình cộng trừ 1 trừ b tất cả bình. Rồi, tương tự dưới đây cũng vậy. Phương trình này, phương trình ở đằng sau là gì? Dạ, 9 trừ a tất cả bình. Rồi, với trừ cộng trừ 1 trừ a tất cả, trừ 1 trừ b tất cả bình. Rồi, quan trọng nhất là tới ngay dòng tiếp theo. Một á, là các bạn đi khai triển hai đẳng thức ra, nhưng đây thầy chỉ cho các bạn cách để làm nhanh nè. Đó là ngay chỗ các con một bình thì khai triển không nói gì rồi. Tiếp theo là trừ hai lần công thức a trừ b tất cả bình thì các bạn biết rồi. Thì vế trái khi các bạn khai triển ra thì thằng này nó có a bình. Ở bên đây các bạn khai triển ra nó cũng có a bình. Thì hai cái thằng a bình hai bên đơn giản mất. Thì thay vì ta phải viết thêm chữ a bình bên trái, viết thêm chữ a bình bên phải nữa thì ta mất thời gian, vậy ta khỏi phải viết. Tương tự vậy, có một thằng b bình bên đây, có một thằng b bình bên đây, nếu viết nữa thì cũng mất thời gian, vậy thì ta không viết. Còn bạn nào cảm thấy nhẩm được hệ số tự do, ta nhẩm cho nó lẹ. Ví dụ thường nếu là thầy viết thì thầy sẽ giải quyết này, 1 nè, 3 nè, gộp lại bình lên là 9 ấy. 1 bình cộng 3 bình, vậy đây thầy viết là số 10. Còn nếu như không viết không quen thì sẽ viết thế này, 1 nè, trừ 2a. Thầy không viết cái a bình ở đằng sau. Tương tự thằng này bình lên 9 nè, trừ 6b. Tương tự thằng này đâu, thầy mượn tiếp đi Ngọc. Dạ thầy. Tiếp theo một tiếp trừ cho cộng cho giờ trừ hai cộng trừ hai cộng hai a dạ trừ trừ hai giờ trừ hai cộng khoan thầy cộng hay trừ từ từ vụ này hồi lúc cộng cái lúc mà nói về VS, nói về biểu thức bậc hai delta làm tan nát, nói cũng lại vài lần rồi đó. Cái đó cộng hay giải thích tại sao cộng hay, tại vì cái trừ một trừ a thì viết lại là a cộng một các bình. Rồi ở đây các bạn nếu như bạn nào cảm thấy rằng quen thì các bạn có viết vô đó là trừ hai lần của trừ một nhân với a, tại vì a ở đằng trước của các bạn là trừ một, còn không thì đặt dấu trừ ra bên trong là a một cộng a. Tiếp theo Ngọc cộng ở đằng sau. Dạ một cộng 2b. Rồi sau đó các bạn tự chuyển vế qua AB về một vế hệ số tự do về mé bên kia. Vậy thì các bạn được phương trình thứ nhất. Tương tự như thế, phương trình số 2. Ngọc tiếp luôn, ở đằng sau là gì? Dạ. Đấy, 81 trừ cho 18a. Tiếp. Cộng 1 cộng 2b. Rồi, hợp lý. Cũng giống vậy ha, chuyển vế. Rồi các bạn phải luyện tập kết hợp. Đó là lý do mà tại sao khi các bạn làm bài tập ở trên lớp á, các bạn làm không có kịp. Là bởi vì thầy cô thì không giảng cho các bạn phương pháp trắc nghiệm. Tự luận, làm tự luận thì phải trình bày đầy đủ. Rồi sau đó các bạn mới nạp với máy tính, các bạn bấm thì mấy bạn mới ra kết quả. Các bạn phải làm sao cái bước bạn viết nó ngắn lại hơn người khác. Các bạn bấm máy phải nhanh hơn người khác. Nói nhanh hơn người ta thì nó mang tính hơi so sánh rồi. Ý tôi muốn nói là đơn giản các bạn phải nhanh hơn chính mình ạ. Các bạn làm cái kia mà bây giờ các bạn như nãy thầy nói là tuy rằng bỏ cái con dấu cộng a bình ra, ở đây cũng đỡ cộng a bình, nó chỉ ít hơn được khoảng tầm chừng 2 giây tới 5 giây thôi, nhưng những cái thứ ngắn hơn 2 giây tới 5 giây đó nó sẽ làm cho các bạn hiệu quả hơn rất nhiều. Các bạn đỡ viết, đỡ mỏi tay khi viết, đỡ hao mực và thời gian các bạn ngắn lại được tí để các bạn còn kịp thời gian để suy nghĩ thêm những thứ khác. Nhưng thường thì các bạn chưa lên tầm đó, các bạn chưa biết rút ngắn thời gian lại,
các bạn còn nhẫn nhơ lắm. Nhưng khi các bạn làm vô thì các bạn bị gấp, gấp ấy, viết 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 quá trời viết luôn, hoặc là đang suy nghĩ gì đó rồi cứ cuốn theo cái suy nghĩ đó mà nó không đúng, các bạn không đủ bình tĩnh để giải luyện tập. Làm ơn, tôi nói hoài về sự luyện tập. Luyện tập của các bạn là bay vô làm lại bài, nghe giùm tôi nha. Các bạn học chắc đang học và làm bài kiểm tra ở trên lớp là hơn 50-70% là trắc nghiệm. Các bạn không luyện tập bấm máy tính, không luyện tập để tính nhanh, không có luyện tập để nhìn vô cái đề cảm giác được đáp án, hoặc là tìm cách nhanh tính toán mấy con số cộng trừ nhân chia cho nó lẹ, thì đưa vô trắc nghiệm là các bạn rối liền. Cái đó là nói thật đấy, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Biết thì biết hết, nhưng mà nhiều khi vô cần làm cộng trừ mấy con số cũng sai như bình thường, tại không thường xuyên làm. Đó giống như hồi nãy dựng cái hệ trục tọa độ vô mà nãy Khang không nhắc một cái là tôi cũng ủa sao tự nhiên cái điểm A nhìn kỹ 3 điểm muốn thẳng hàng rồi, là thấy bắt đầu mình bị lộn rồi. Rõ ràng là nó có lộn nhưng gì chưa biết lộn gì phải dò lại nữa là thấy mất hết thời gian rồi. Đó là chưa kể nhiều khi tự chắc là mình làm đúng đấy là đưa vô hồi sai tùm lum được. Đáng luyện tập thêm thôi ha. À, không biết cái nào có cái chuyện luyện tập thêm với bớt mà tôi nói với các bạn không biết bao nhiêu lần. Đấy, thí dụ như có một cái câu đề thi học kỳ 1 của trường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Muốn các bạn 1 phút chat để cho thầy đáp án. Bắt đầu làm bài. Vô. 1 phút nhé. Các bạn làm được mà, cố gắng lên. Chậm dữ vậy ta.
Tốt, có một bạn có kết quả. Cho các bạn thêm 15 giây nữa, check kết quả lên giùm thầy. Còn đúng sai chút xíu bạn nha. Mỗi lưu ý, Khang nó hay có lối đi riêng đấy, cẩn thận. Rồi, chốt đáp án. Rảnh quá. Rồi, đáp án của các bạn ấy hình như ra khác thì phải à. Ây chà. Mấy bạn khác đâu, thảy đáp án lên thử coi. Đáp án đó, tôi không biết đáp án đúng hay sai nhưng tôi thấy sau khác khác với mấy tên khác rồi đó. Kiệt ra nhiêu kiệt? À, luôn em giống được con số 79 chứ không nhiều. Giống được con số 79 luôn. 14 với 3 phần 14 cũng không có luôn, mà 3 phần 14 không giống luôn. Rồi. Ủa, các bạn làm tôi cấn cấn nhỉ. Rồi tôi biết hai cái ông thần kia tại sao ra dấu trừ rồi. Hai bạn bấm cái hệ ổn không vậy? Khang với Khánh nè. Tự coi lại coi. Rồi còn mấy bạn khác đâu? Sao thầy không thấy thể hiện kết quả lên? Hào tới đâu rồi Hào? Con ra khác kết quả thầy ơi. Khác kết quả thầy mới vừa thể hiện luôn. Dạ. Hay chung cha. Mọi người quăng kết quả lên cho tôi coi. Đè lên. Ngân không làm nữa. Cho kết quả lên. Thầy kết quả lên cho thầy. Trời ơi các bạn làm tôi lo lắng đấy. Vui đó. Mai ra nhiêu mai? Dạ cũng ra không giống gì kết quả luôn. Ai, cái gì ta? Mai đâu mở meta đây. Kỹ năng tính toán của các bạn kém quá. Dĩ nhiên thầy cũng không dám khẳng định kết quả này là đúng nha. Không dám khẳng định. Tại vì thầy cũng chỉ lấy ở dưới đáp án quăng lên thôi. Đâu được cái hệ là thế nào đâu mà IA bằng với IB, IA bình bằng IB bình. Đâu đọc cái thầy viết luôn nè. Dạ ra cái hệ là trừ 6 12 với lại là 21. À khoan giờ Ờ viết từ từ lộn đi. A trừ 2 tất cả bình cộng cho Dạ B cái đó cũng quên mất tiêu, thầy cộng cũng 1. nhớ cái hệ trong máy tính. Đó, thì bây giờ ở nãy giờ không có viết ra luôn hả? Không có làm, không phải là Dạ làm nháp luôn hả? dạ con có làm nháp nhưng mà con ghi trong máy tính thầy, cái đó con làm nháp với chữ số của thầy. Rồi, tiếp tục. A bình cộng cho B trừ 5 tất cả bình. Rồi, phương trình này viết lại. Hỏi viết cũng được. Ở đằng sau là A cộng 3 tất cả bình cộng tiếp cho B trừ 7 tất cả bình. Tôi quê rồi, để tôi giải. Tôi coi nó ra cái gì.
A bình đơn giản mất hai vế, vậy đây ta còn là trừ 4a cộng cho 2b, hệ số tự do 4 với 1 là 5. A bình mất, ở đây b bình mất, ra là trừ 10b cộng 25. Vậy phương trình đầu tiên đâu Khánh đọc cho thầy nghe thôi, giả sử với cái thầy đang viết đó, phương trình đầu tiên là gì Khánh? Trừ 14 y tầm 7 tầm 7 trừ 4a cộng 12b bằng 20. Bằng 20. Vậy mình nhập cho hệ số là bao nhiêu? Nhập hệ số Trừ 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 4 4 cộng 12 là 20. ở một phương trình. Tiếp theo, phương trình tiếp theo giữ nguyên thằng này lại bằng ở bên đây 6a trừ 14b 9 với 4 19 là ra 58. Vậy chuyển giới qua 6a trừ 4a là trừ 10a. Tiếp tục qua đây cộng 16b bằng đây 5 chuyển qua là 53. Bấm cái hệ. Đầu tôi coi và kết quả nó ra nhiêu. Mod 5 số 3, ô lộn, mod 5 1 nhập hệ số trừ 4 12 20 trừ 10 16 53 trừ 79 phần 14. Rồi vậy là đúng rồi, đáp án này nó bị sai kết quả. Trừ 3 phần 14. Vậy là đáp án đúng của các bạn, phải có hai dấu trừ đó vô. Rồi, hai bạn đầu tiên đã giải quyết ra đúng kết quả. Còn Mai ra sao, giống như mấy bạn hay là ra khác? Mai ơi. Dạ con chưa tính lại thầy. Chưa tính lời. Ơi. Căng nhỉ. Các bạn làm tôi cảm thấy lo lắng đấy. Thôi, chịu thôi thì mọi người luyện tập. Còn Hào tính ra nhiêu, Hào ra khác là ra nhiêu, không liên quan luôn hay sao? Dạ, hệ số của phương trình 1 là con tính hai gì ra 12, con tính ra 3. Rồi có coi lại có sai chỗ nào chưa? Dạ biết sai rồi. Mấy học đâu đi gán tự sửa thôi. Rồi tiếp theo. Rồi không lẽ giờ các bạn tưởng tượng coi, giờ mình đang học lớp 10 mà học lớp trường đặc biệt, học kỹ năng đặc biệt mà bây giờ đi ngồi đi giải có mấy cái bài này mà cứ sai tới sai lui. Đó. Các bạn tự coi coi về nhà có khả năng luyện tập của các bạn thế nào. Nếu kỹ năng luyện tập của các bạn tốt thì các bạn đâu thể sai mấy cái bài này được. Đó. Wow. Mà thầy thì lại không muốn là đi tiếp tới kiến thức mới mà năng lực của những cái bài cơ bản này cứ lại sai hoài. Thật sự không biết được giảng bài cho các bạn luôn. Rồi, có một cái kiến thức cực kỳ đặc biệt đó là liên quan tới một nhóm kiến thức nữa, tại vì trong bài tập của các bạn có thể gặp. Đó là kiến thức liên quan tới tọa độ chân đường phân giác. Một kiến thức cực kỳ đặc biệt. Đây, thầy cắt nguyên cái phần kiến thức ra cho các bạn luôn rồi, thầy sẽ giải thích lại để các bạn nắm. Đây, kiến thức liên quan tới tìm tọa độ chân đường phân giác và cái ta đang gặp nhiều nhất đó là chân đường phân giác trong. Bài này nếu như rơi vô kiến thức học kỳ 2 thì các bạn sẽ có một cái phương pháp đặc biệt hơn là viết phương trình đường thẳng AB, viết phương trình đường thẳng AC và khi đó người ta sẽ có cái cách để viết phương trình của đường thẳng AD. Sẽ có cách đó. Nhưng tạm thời bây giờ thì chưa ha.
Đó thầy sẽ nói sao? Rồi, còn giờ sẽ giảng cho các bạn kiến thức liên quan tới chân đường phân giải trong. Nhắc lại ha. Thì nếu như AD là phân giải trong thì theo kiến thức các bạn sẽ có được đó là tỷ số phân giải. Tỷ số phân giải của các bạn sẽ có nhiều cách để viết. Ví dụ như các bạn thường hay viết là bắt từ điểm D với bắt từ điểm A, thầy thì hay chọn phương pháp đó để viết. Vậy thì thầy sẽ có DB DB phần AB. Tức là cái đó là bắt trên cùng một tam giác bằng, cũng giống vậy qua tam giác ở bên đây. Đó là DC phần AC. Thì đây là tỷ số thứ nhất. Hoặc các bạn có thể xài tỷ số thứ hai là bắt trên cùng một cái điểm, tức là cùng điểm D. Vậy thì người ta sẽ có là DB phần DC. Vậy nó sẽ bắt tiếp từ điểm A, vậy nó sẽ là AB phần AC. Thì đây là tỷ số thứ hai. Thì các bạn muốn xài tỷ số nào cũng được. Thực tế là nó quy đồng lên, nó nhân chéo lên là như nhau đấy. Vậy từ đây người ta sẽ suy ra được là DB nó sẽ bằng là AB phần AC nhân với DC. Đó. Đây là tỷ số phân giác mà các bạn có. Nhưng khi người ta làm bài để tìm ra cái tọa độ điểm D thì không thể tìm được liền. Điểm D của các bạn nó đang được hiểu là hai ẩn X với Y. Thì ngay đây người ta muốn giải, người ta phải bật cái dấu vector vô. Và vector DC phải bật cái dấu vector vô. Và như các bạn biết, giả sử trên hình vẽ thì các bạn sẽ thấy rằng cái D là chân đường phân giác trong, nên vector DB với vector DC là hai vector ngược hướng nhau. Vậy do nó ngược hướng nhau nên cái tỷ số ngay đó phải mang dấu trừ. Mà độ dài của đoạn AB với độ dài của đoạn AC là những con số dương, nên cái tỷ số giữa AB với AC là dương chắc, nên ngay đây người ta phải thêm dấu trừ. Là như vậy. Đó, kiến thức này. Vậy muốn làm được tỷ số phân giác thì các bạn phải hiểu được tính chất đó là tỷ số phân giác là gì. Sau khi có được tỷ số phân giác, bật ra thành vector. Để ý cái hướng của vector đó, coi coi cái tỷ số khi đó nó là âm hay là dương. Tại sao lại có khái niệm là dương? Thì nếu như các bạn có một cái đường phân giác, thí dụ đây, cái đường này tạm gọi là đường phân giác ngoài. Ví dụ như thầy đặt tên nó là điểm E, là phân giác ngoài. Vậy nếu như nó là phân giác ngoài thì các bạn sẽ dẫn đến được cái vector AB với vector AC là cùng hướng. Tỷ số của phân giác trong với phân giác ngoài là như nhau, nó chỉ khác nhau về cái dấu trừ hay dấu cộng thôi. Vector AB với AC là cùng hướng nên ngay cái tỷ số ở đây thành dấu cộng. Các bạn sẽ bật ra được, tìm được tọa độ điểm E. Đó, phương pháp của nó là như vậy. Trong trường hợp đặc biệt đó là nếu như tam giác ABC là tam giác cân tại A, thì khi đó đường AD là đường phân giác nên nó cũng là đường trung tuyến, trung trực và đường cao, nên cái điểm D của các bạn nó sẽ rơi vô ngay trung điểm của BC. Thì trường hợp đó là trường hợp khá đặc biệt. Cái này thì thường ở trong trường, nói thật, không có đủ thời gian để dạy. Nhưng bài tập thích thì cho nha, báo trước nha. Tại vì kiến thức này các bạn không cần phải đi qua tới tích vô hướng tới đâu đâu. Các bạn học ngay cái bài học về tọa độ của vector thôi là thầy cô có thể đủ cơ sở để cho rồi. Rồi, bài này làm mẫu cho các bạn coi. Tọa độ điểm A, B, C. Tìm tọa độ điểm D sao cho
Cái D là chân đường phân giác của góc A. Tìm tọa độ điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chút xíu ta bàn điểm Y ha, ta bàn điểm D trước. Vậy như nãy các bạn biết nè, muốn tìm được tọa độ điểm D là chân đường phân giác trong của góc A. Đây thì nó không ghi rõ, còn cách hiểu thì không nói gì hết, thì mặc định nó là phân giác trong. Thì các bạn sẽ có được là DB nó sẽ bằng trừ của AB phần AC nhân cho vectơ DC. Vậy dù muốn dù không bắt buộc các bạn phải tính được cái tỷ số này. Đó là điều bắt buộc. Tỷ số tạm gọi là K. Vậy ta sẽ đi tính cái độ dài của AB. Căn bậc 2 của XB trừ XA tất cả bình 6 bình cộng 3 bình bằng con số. Tương tự độ dài AC căn bậc 2 của đó, tiếp theo C trừ A 6 bình cộng với trừ 3 tất cả bình. Ồ, vì vô tình hai cái này là hai con số chắc chắn là giống nhau. 36, 9, 45. Vậy hai thằng này giống nhau nên hên đó là cái tam giác ABC của các bạn vô tình nó lại trở thành là tam giác cân. Kịp ha. Cái này là sự vô tình của bài toán này thì không ai nói trước được. Vậy bây giờ thầy dẹp cái vụ tam giác cân qua. Vậy từ đây cách số 1 đó là do tam giác ABC là cân nên suy ra cái điểm D của các bạn là trung điểm của BC và coi như các bạn đọc được bài. Nhưng thôi thầy sẽ không giải theo cái trường hợp tam giác cân mà thầy sẽ giải theo cái trường hợp tổng quát là cách số 2. Đó là giả sử nó không cân. Vậy thì theo cách hiểu các bạn đang có DB bằng trừ K của các bạn. Hai thằng này chia nhau, vậy thì do vô tình hai thằng đó chia nhau nó ra bằng một ha. Thí dụ nó không phải là một, nó là hai hoặc nó là căn 3 hoặc nó là căn 5, chuyện đó là chuyện của bài toán, thầy không bàn. DC. Vậy vector DB bằng K lần vector DC, dưới này là một con số thì ta sẽ dẫn đến được x này bằng K lần x kia, y này bằng K lần y kia, với K này là một con số ha. Vậy ta sẽ lấy cái B trừ xb trừ này thì kết quả của mình nha. Xb trong bài toán của các bạn là 2. 2 trừ đi cho xd là trừ x bằng trừ 1 nhân tiếp cho c là 2 trừ x. Tương tự như thế đối với y, 4 trừ y bằng trừ của trừ 2 trừ y. Từ đây giải cái hệ chắc chắn các bạn tìm ra được xy. Còn may mắn là ở đây nó là con số trừ 1 thì quăng vô nó rơi vô ngay trung điểm thì nó dễ rồi. Còn nếu như nó không phải thì dùng kiến thức đó để các bạn giải quyết ra vấn đề. Rồi, bạn nào cảm thấy không ổn, chat giùm thầy dấu chấm. Bạn nào hiểu rõ được vấn đề rồi, chat giùm thầy chữ ok cái để thầy đi tiếp. Rồi. Rồi, cảm ơn thầy nghe. Sao thầy? Hai cái hệ này sao thấy phân tích nó cứ sai sai sao thầy? Cái gì chứ? Sai sai chuyện gì? Hai cái tức là với bên trái thì nó có trừ x, với bên phải thì nó có cộng x đó thầy. Rồi sao? Trừ x cộng x là sao? À, em nhầm. À, được thầy. Ủa đâu phải nhất thiết lúc nào cái hệ hay phân trình hay ẩn là cũng phải có xy đâu. Ở trên thì giải ra được x, ở dưới giải ra được y liền luôn mà. Được. Em tưởng là cái nó đổi với nhau. Đó, năng lực á, nhìn chưa kỹ. Rồi không sao, thì chưa kỹ thì từ từ sửa lại cho nó kỹ. Vậy coi như các bạn tìm ra được tọa độ điểm D. Vậy xong con D rồi. Bây giờ quay vô đi tìm tọa độ điểm Y là tâm của đường tròn nội tiếp mới là vấn đề. À, thầy mượn bạn bạn nào vậy? Phú đi.
Cho thầy hỏi tâm của đường tròn nội tiếp nó sẽ là giao của cái gì? Ủa? Tâm đường tròn nội tiếp là giao của ba đường trung trực. Ba được. Ba đường trung trực. Trung trực nó ra ngoài tiếp không? Của nội. Giao điểm của ba đường phân giác. Rồi. Giao điểm của ba đường phân giác trong. Nó sẽ tạo ra tâm của đường tròn nội tiếp. Vậy từ đây các bạn vẽ ra được một cái phân giác nè. À, cảm ơn Phúc. Đó. Đây, giả sử các bạn tạo được một cái phân giác với điểm D là chân đường phân giác trong. Sau đó các bạn sẽ vẽ tiếp một cái đường phân giác trong nữa. Thí dụ B từ đây. Đó, nó sẽ cắt tại điểm Y. Vậy dựa trên cái hình này, vậy theo bạn Kiệt thì cái điểm Y đó nó sẽ được hiểu là tâm của đường tròn nội tiếp rồi nè. Vậy thì theo bạn đang trên hình vẽ này thì điểm Y nó sẽ rơi vô cái gì? Có gì đặc biệt không để tính nó? Dạ là AID thẳng hàng. AID thẳng hàng rồi sau tính. Vector AI bằng K thì vector AD. Thí dụ hồi nãy điểm D được tìm bằng cách nào? D là gì? Kiệt. Okay. Là chân của đường phân giác. Phân giác trong của góc nào? Của góc E. Trong tâm giác nào? Tâm giác ABC. Vậy thì quay lại cái điểm Y, nó có giống cái điểm D lúc nãy không? À, nó là chân của phân giác B trong tâm giác BD. Đó. Vậy dựa vào cái hình vẽ đó thì các bạn sẽ có cái điểm Y, nó là chân đường phân giác trong của tam giác BDA. Đó, các bạn sẽ nạp phát ra được vấn đề. Chính xác, Y là chân đường phân giác trong BI. À, cái chữ BI đây đi, tự hiểu. Đó, vậy thì các bạn quay lại tiếp kiến thức. Nguyệt đi, đọc được giùm thầy tỷ số liên quan tới điểm Y với tam giác ABD được không Nguyệt? Tỷ số à? Ừ. Giống giống như thế này hả? Được không? Thì ABD là DI phần DI là đi tới sáng luôn á. Bắt cái điểm Y ra trước. À, ID. ID tiếp. ID phần BD. Rồi. Bằng. À, viết ra giống cái kia hả? Thôi cũng được. BD bằng. IE phần BE. Rồi, từ đây nạp ra giống giống như vector, vậy suy ra được điều gì? Suy ra là ID bằng BD phần BE nhân cho. Rồi, nhưng mà bật cái dấu vector vô ta sẽ được điều gì? Mày. Cái đó mới đoạn thôi, chưa phải vector, bật vector vô. À, là ID bằng trừ BD chia BE. À, cảm ơn bạn. Rồi, đó, khi các bạn làm bài thì ta sẽ quăng vô giải quyết như thế này. Nếu như đề yêu cầu. Vậy trên lý thuyết hồi nãy cái điểm D của các bạn đã có, sau khi có được cái điểm D xong, dựa vào cái điểm D đó ta lại nạp vô đây tiếp cái nữa ta mới tìm ra được tọa độ của điểm Y. Những bài này thì các bạn phải nỗ lực ra làm. Còn con số nó đẹp hay không đẹp thì hên xui trong bài toán.
Còn mấy cái này thì kiến thức hôm trước giải thích hết rồi. Rồi vậy thì đây, ví dụ như trong một số bài nó sẽ yêu cầu các bạn kiểu này. Cho hai điểm A và B, M thuộc OX sao cho tam giác MAB cân tại M. Ví dụ ha. Các bạn có hai điểm A và B. À, trục OX thì giả đại đi nha. Còn OX thì cho nó nằm ngang đi chứ đâu vẽ đại vậy. Đó. Đây, trục OX. Rồi, điểm M của các bạn nó chạy vòng vòng ở trên cái đường thẳng OX. Sao cho MA bằng với MB theo cách hiểu là tam giác này cân tại M. Rồi, bạn nào có ý tưởng giải quyết vấn đề chat giùm thầy chữ OK vô. Chạy vòng vòng đó, ta thấy ở đây là nó không ổn nè. Giờ di chuyển từ từ vô thì nó sẽ tới một cái vị trí nào đó, hai cạnh này nó sẽ tương đối bằng và dễ hẹp mà. Rồi đâu tính thay chat thì chữ OK đâu, nói thử thầy nghe coi tính. Dạ hôm nay là em là do tam giác ABM cân tại em nên MA bằng MB, rồi giờ MA bằng MB em bình phương hai giới lên để bỏ căn, Rồi cho rồi em sẽ được là XA trừ cho XM tất cả bình cộng cho IA trừ IM tất cả bình bằng cho XB trừ XM tất cả bình cộng cho XB IB trừ cho IM tất cả bình mà Y thì bằng không. Em từng tìm ít. rồi chấp nhận. Chủ yếu là những gì như tính mới vừa nói là đúng chứ không sai, nhưng mà thay vì vậy á, các bạn muốn cho người khác nghe mình nó dễ hơn á thì các bạn phải chốt giùm tôi cái điều này trước. M thuộc OX nên suy ra điểm M của mình được hiểu là một ẩn là do y của nó bằng không. Điểm M của các bạn sẽ có tọa độ là XM 0. Vậy tính cho thầy hỏi luôn là khi đó cái điểm M của mình mấy ẩn? Tính Dạ một. một ẩn. Thầy sẽ tập dần dần cho các bạn hiểu được khái niệm một ẩn, hai ẩn là gì. Thì khi đó bắt đầu mà theo kiến thức của sách giáo khoa ta học qua học kỳ 2 gọi là hình học giải tích á, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn là ta nên chọn phương pháp nào để đưa vô bài toán, chọn một ẩn hay hai ẩn để giải quyết ra vấn đề. Thì chừng nào tới đó thầy sẽ nói sâu hơn. Vậy một ẩn thì các bạn chỉ cần xài cái phương trình MA bằng MB hoặc MA bình bằng MB bình là nộp bài. Đó. Rồi cái đó thì chỉ cần các bạn nói tới đó là ổn. Còn không nếu nói nữa, các bạn có việc nói một điều thôi, khai triển hàng đẳng thức thu gọn có kết quả. Thì khi đó cái người nghe người ta chỉ cần nghe được khai triển hàng đẳng thức thu gọn là nó chỉ có một ẩn. Còn thí dụ như nãy giờ tính nói là không sai, MA XA trừ XM tất cả bình cộng IA trừ IM tất cả bình vân vân thì học đúng. Nhưng mà cái người nghe bắt đầu người ta cảm thấy hơi mệt. Còn ví dụ như còn chỗ nào ông thầy cũng hỏi à cái đó khai triển ra làm sao, đầu đọc hoặc là triển khai cho ông nghe. Rồi cảm ơn bạn, con này dễ mà. Đó phần cho các bạn các bài tập liên quan tới là nằm trên đường thẳng huống hồ là giờ tới cái này. Rồi chốt câu này cái đi rồi nha, không dễ ăn đâu.
bài này cho điểm B là dư, điểm A là đúng không? Rồi câu 48 đó, bạn nào có ý tưởng vậy chat giùm thầy chữ OK vô. Bốn tám một bạn tiếp. Hồi nãy thầy có, hồi sáng thầy có nhắn lên trên Facebook chút xíu 9:30 tôi sẽ mở một cái nói chuyện nhẹ với các anh chị hoặc là các bạn, mấy bạn lớp 9, lớp 10 đó về tư vấn tuyển sinh, tư vấn việc làm, nghề nghiệp, tư vấn cua ghệ đồ vân vân. Thì bạn nào cảm thấy có thời gian thú vị thì ngày mai ở chút xíu dự. Ủa mới con bạn chắc chứ OK vậy. Rồi đâu thầy muốn nghe thử coi kẹt đâu, thể hiện thử cái coi kẹt câu 48. Dạ là em có được là cạnh OE bằng với OD. Ừ. Rồi em bình phương hay vế đạt như nãy. Rồi còn thêm cái điều, thêm cái nữa là vector OE nhân vector OD một cộng. Rồi hợp lý. Dung cân ngay tại O, vậy điều này đồng nghĩa với OE nó bằng với OD. Vậy là nó mới cân. Rồi thứ hai là vuông, vậy có nghĩa là OE nhân với OD bằng không. Vậy các bạn giải một cái hệ hai phương trình hai ẩn chắc chắn là bạn sẽ giải ra, bảo đảm. Tương tự như thế câu 49 cũng vậy, nhưng riêng câu 48 với 49 á, trong nhiều cái đề thi ở khi các bạn hoặc là đề kiểm tra mà nhiều nhiều thầy cô có thể cho khó, ngay cả các bạn chưa học tích vô hướng thầy cô vẫn có thể cho câu 48, 49 được. Các bạn xử lý vuông bằng cách là lật ngược lại cái kiến thức liên quan tới Pythagore đảo, đó là độ dài OA các bạn đã tính được, độ dài OD thì nó gọi là ẩn XY đó, vậy khi đó độ dài AB AD cũng là ẩn XY và các bạn Pythagore đảo cũng tạo được thành một cái hệ hai phương trình hai ẩn giải quyết ra vấn đề. Chỉ có điều là sẽ rất vất vả, nhưng nếu như giáo viên thích là giáo viên vẫn cho được chứ không phải là không. Dùng phương pháp thế nó cũng tạo ra thành một cái hệ hai phương trình hai ẩn hết. Tương tự như vậy câu 49, tam giác này vuông cân tại M thì các bạn gọi cái điểm M có tọa độ là XM, YM, vậy thì các bạn sẽ có MA bằng MB và MA nhân với MB vô hướng bằng không, cũng giống vậy giải cái hệ hai phương trình hai ẩn chắc chắn tìm ra được M. Ôi trễ rồi, rồi chào các bạn, ngày mai gặp nhau. Rồi tự chịu khó tự luyện tập các vấn đề, ngày mai xử lý tiếp vấn đề tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Dạ chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Sao khác? Hỏi cái gì khác? Sao dương thì hai vectơ